nại mầm đưa lối. Tiếng thì thầm trong tim cất lời, nhưng lòng con thật nhiều bối rối. Biết tìm đâu nguồn ánh sáng cho đời. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lòng con luôn ước ao kiếm tìm, tìm thánh ý của Ngài và khát khao mong mỏi sống cho Ngài suốt đời. Chúa gọi con cùng Ngài bước tới trên hành trình phục vụ nước trời. Con điều Ngài muốn nói, biết nhận ra điều Chúa muốn trong đời. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lòng con luôn ước ao kiếm tìm, tìm thánh ý của Ngài và khát khao mong mỏi sống cho Ngài suốt đời. Lạy Chúa,